17 thuyền nhân Việt Nam thoát luật tị nạn mới của Úc Đại Lợi. Ngay sau khi Thủ tướng Úc Đại Lợi công bố luật tị nạn khắc nghiệt mới vào hôm 19 tháng 7, báo chí Úc loan tin có 3 chiếc tàu chở thuyền nhân cập bến lãnh thổ Úc. Trong số này có một chiếc chở theo 17 người Việt Nam. Vì đến trước lúc luật mới có hiệu lực nên những người này sẽ được tạm giữ, chờ thanh lọc trên đảo Christmas của Úc thay vì bị đưa ngay sang Papua New Guinea. Theo báo chí của Úc, chiếc tàu chở thuyền nhân Việt Nam đã bị các nhân viên làm việc trên một giàn khoan dầu cách thành phố cảng Dampier ở miền Tây của Úc 200 cây số phát hiện vào hồi sáng sớm hôm 19 tháng 7. Chiếc tàu sau đó đã bị lực lượng hải quân của Úc chặn giữ và chuyển lên một tàu cảnh sát chở về Dampier. Tại đây, 17 thuyền nhân, gồm cả phụ nữ và trẻ em, được kiểm tra sức khỏe, lý lịch và an ninh trước khi được chuyển tới trung tâm tạm giữ thuyền nhân trên đảo Christmas. Điều được các phương tiện truyền thông Úc nhấn mạnh là nhóm 17 thuyền nhân Việt Nam là nhóm cuối cùng được thanh lọc trên đảo Christmas của Úc. Lý do là vào cùng ngày, Thủ tướng Úc ông Kevin Rudd đã công bố một luật mới cực kỳ khắt khe. Theo đó, tất cả những người xin tị nạn đến Úc bằng tàu thuyền sẽ bị chuyển sang xem xét ở Papua New Guinea. Họ sẽ được tái định cư tại đó nếu được công nhận là tị nạn chính trị. Sẽ không có bất cứ thuyền nhân nào được quyền định cư tại Úc. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ Di trú và Công dân Úc cho biết có một nhóm 15 thuyền nhân Việt Nam xin tị nạn đã bị buộc hồi hương. Nhóm này đã rời khỏi trung tâm thanh lọc người tị nạn ở đảo Manus của Úc. Gần đây, số lượng người Việt Nam vượt biên đến Úc đã gia tăng. Trong năm nay, đã có hơn 750 thuyền nhân Việt Nam tìm đường đến Úc xin tị nạn.